Namaste. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Vũ Thị Đoan, huấn luyện viên yoga ở Ninh Bình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bài tập giảm mỡ bụng. Mỡ bụng hiện nay đang là vấn đề của rất là nhiều người, đặc biệt trong dịp Tết khi mà chúng ta có lịch hội họp, ăn uống tất niên triền miên. Vì thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta những bài tập đơn giản, dễ dàng thực hiện nhưng có hiệu quả đặc biệt vào vùng bụng. Bây giờ chúng ta bắt đầu bằng bài tập đứng nhé. Đầu tiên chúng ta tách rộng hai chân bằng vai, má trong hai bàn chân song song với nhau. Hít vào, hai tay sang ngang lên cao, đan tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên. Dưới thở như gót chân lên. Giữ lại trong 6 nhịp đếm. Hít thở bình thường. 6 5 4 3 2 và một, thở ra, hai tay xuôi theo thân người, cằm đặt vào hõm cổ, mắt nhìn xuống. Hít vào, hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, hạ tay phải xuống đùi phải, kéo căng lườn trái. Tay phải trượt dần trên đùi phải, mắt nhìn chếch sang trái. Giữ lại, hít thở bình thường trong 6 nhịp đếm. Hít hai tay lại lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, kéo căng lườn phải, mắt nhìn chếch sang phải. Thẳng tay, úp lòng bàn tay, siết cơ bụng. Cảm nhận sức căng ở lườn phải, sức ép ở lườn trái. Hít thở bình thường trong 6 nhịp đếm. Thở thu chân về. Chúng ta đi bộ thả lỏng chân. Tiếp theo bài tập số 2, bài tập ở tư thế nằm. Bài tập này cũng dễ dàng thực hiện. Chúng ta có thể thực hiện khi mà mình vừa ngủ dậy, khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng và khỏe khoắn. Đầu tiên chúng ta nằm sấp trên mặt thảm, trán chạm mặt thảm, hai tay chống ngang ngực, khép hai chân lại. Hít vào, nâng người lên ở tư thế rắn hổ mang, ép bụng dưới xuống, khép khuỷu tay. Thở ra, nằm sấp trên mặt thảm. Hít vào, tư thế rắn hổ mang. Chúng ta giữ lại ở tư thế này, hít thở bình thường trong 6 nhịp đếm. Ở tư thế này sẽ giúp cho chúng ta giảm mỡ vùng lưng và bụng, giúp chúng ta có một cái lưng mềm mại, nhẹ nhàng. Chúng ta xoay người nằm ngửa trên mặt thảm. Hít vào, nâng hông lên, giữ lại ở tư thế cây cầu. Siết cơ đùi, khoảng cách hai đầu gối bằng khoảng cách hai bàn chân. Hạ hông xuống. Hít hai tay vươn lên cao quá đầu, thẳng tay, ngửa lòng bàn tay. Thở ra gập bụng, hai tay chạm đầu gối, mắt nhìn chếch lên. Ở tư thế này chúng ta hãy tập trung vào cơ bụng và không gồng cổ. Nếu mỏi cổ, chúng ta hơi ngả ra sau, mắt nhìn lên, tập trung vào cơ bụng. 6 5 4 3 2 và 1, thở ra, thu hai chân lại. Trên đây tôi đã hướng dẫn quý vị và các bạn hai bài tập giảm mỡ bụng có tính ứng dụng cao, chúng ta có thể thực hiện ở nhà trong dịp Tết. Chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe để bắt đầu một năm mới với nhiều thành công mới. Xin cảm ơn. Namaste.